Nãy là chiều ngày 3 tháng 5 2020. Đây là tiến lộ 3.000 m mà làm được trên 1.000 m rồi. Còn khoảng gần 2.000 m nữa là hoàn thành. Hiện tại thì sau thời gian nghỉ dịch thì đội thi công vẫn quay trở lại tiếp tục thi công. Hiện công trình còn thiếu gần 100 triệu nữa. Là mình được trên 1.000 m rồi phải không anh? Ờ, 2.4 rồi. 2.4 hả? Giờ mỗi ngày mình thi công khoảng nhiêu mét anh? Hả? Mỗi ngày mình thi công khoảng nhiêu mét? Khoảng 40 mét. Mỗi ngày khoảng 40 mét. Bao nhiêu người vậy anh? Còn thi công của mình 7 người. Được 1.400 m này, còn 1.600 m nữa. Mỗi ngày là thi công khoảng 40 mét. Công trình còn khoảng 100 triệu nữa quý ân nhân ơi. Mong quý ân nhân giúp đỡ để khi công trình xong thì đủ kinh phí luôn. Con đường này, con đường đường ngoại đồng. Đường này chở mía, xe mới chở mía ra được, chứ bình thường thì người ta cổ bằng xe bò. Cổ xe bò thì nó rất là cực. Năng suất thì nó thấp, nó chậm. Có đường này thì nó thông mấy cái xe chở mía rồi thuận tiện cho bà con. Mấy đứa em nhỏ rồi đi học tiếng trong thì nó cũng an toàn hơn.